ngọt ngào đầm thắm câu ca, những con đường lấp lánh ngàn hoa và miền hát rạt rào du phương đó. Hải Phòng em khi xa mang nỗi nhớ, cả trái tim chất chứa yêu thương, nhớ một chiều bên biển vẫn vương sóng cuộn trào, nụ hôn trao vội vã. Đi bên em thấy vô vàn mới lạ, những đổi thay rạng rỡ từng ngày, anh chợt yêu rồi tóc tung bay và đẹp lắm nụ cười nơi mắt biếc. Hải Phòng một cái trò chơi có thưởng. Thế là các anh chị nào tham gia thì chúng ta sẽ chơi một cái trò chơi đoán chữ không dấu. Xin mời. Xin mời chị Mai. Vào. Đọc to. Mai chỗ. Đúng rồi, nó có thưởng 20.000. Khác cái khác. Đấy. Nào xin mời đồng Thúy Chi Thủy. Thế thế lên đi, mình che đi, che đi. Gần nhà. Nào, tiếp tục và thể ở đây, ông Dũng. Thôi vào bản đi, trong người không được, vào bản đi. Ông Dũng lên đây. Nào, dỡ lên. Ồ, đúng rồi. Đây khác đấy. Lên hương lên, mai lan lên, giống đây nào. Alo alo sao nào. Về chỗ em đọc ra thì là thành nhiều cái ấy. Sao bạn lan, lan lên đi, lan lên đi. Cái gì đọc cái ấy. Bảo hương lên đi, bảo hương. Thôi không cần cầm mic. Đây đây không, cầm mic em. Cầm mic lấy to đi, cầm to lên. Mic lên. Về chỗ. Cười à, cười à. Thế là con nợ gì thế này. Thôi cho cầm mic. Ai lên cầm mic. Cái lon gì thế? Cái lon gì thế? Cái lon gì thế? Làm gì có cái lon gì thế? Cái lon gì thế? Đi xuống. Chọc, chọc, đi xuống. Ai chọc? Hai giây thôi mà. Thôi bà chủ nhà không được chơi. Thôi ông không được chơi, ông còn ra đây xem nào. Nào, nào, nào. Cái lon gì thế? Làm gì có cây loan mà. Lao. Em này. Em đang cởi quần đâu. Ai cởi quần được. Em muộn lắm rồi đúng không?
thôi đâu. Em anh ngửa ngửa. Ôi em anh. Người có IQ rất là giỏi. Đây, ba giấy, không phạt gì. Phạt luôn. Lan lên, đánh xe đi. Ai đâm? Em đang thử đâm đấy. Tiếp. Thử đâm. Cái máy đâm. Cô ai người ta mới đây. Anh mua bao mới nhé, nhà toàn bao cũ thôi. Toàn bao cũ, bao cao su đâu. Đánh vào luôn rồi. Chuyển sang chương trình khác. Xin mời tất cả các anh chị ổn định chỗ ngồi để chúng ta khai mạc bữa tiệc Tết niên ngày hôm nay. Xin mời chính thức. Xin kính chào tất cả anh chị em có mặt ngày hôm nay. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là được tín nhiệm để làm một cái chương trình tất niên cuối năm
năm 1920 thì chúng ta cũng đã làm một cái chương trình này, nhưng chỉ vì cái dịch Covid thì năm ngoái chúng ta không làm được. Năm nay thể theo nguyện vọng của tất cả anh chị em chúng ta ngồi đây, rất nhiều người cũng muốn để tụ tập chúng tôi ra, nhưng mà vì hoàn cảnh thì chúng ta cũng thông cảm cho. Trước hết tôi xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả các anh, các chị đã bỏ chút thời gian đến đây chúng ta để cùng nhau chung vui trong bữa tiệc tất niên ngày hôm nay. Xin đề nghị chúng ta hoan nghênh. Chúng tôi cũng xin rất cảm ơn ở đây có những cái anh chị tâm huyết, hết sức mình vì hội, lúc nào cũng muốn chúng ta có một cái sợi dây gắn kết, vì cuộc sống thì cũng không phải là cơm ngon và áo đẹp, chúng ta còn có cả tất cả những cái cảm thiêng liêng nữa. Thì ở đây tôi muốn xin tất cả anh em chúng tôi ngồi đây xin được gửi lời tri ân đến tất cả các chị, các em ngồi đây, một những người phụ nữ luôn kế thừa những truyền thống của ông cha ta từ thời xưa đến nay, từ thời bà Trưng, bà Triệu cho đến thời kỳ chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ, thì chúng ta vẫn kế thừa một cái truyền thống tốt đẹp. Các chị ở đây thì là một cái mối, cái chỗ dựa rất vững chắc cho anh em chúng tôi. Đấy, để cho các anh em chúng tôi có một cái đà, để chúng các anh em chúng tôi có một cái bước phấn đấu cho cái cuộc sống tươi đẹp hơn lên. Thì một lần nữa chúng tôi xin được tri ân rất là thực lòng. Chúng tôi ở đây thì cũng có những cái lúc mà các chị, các em thông cảm cho đàn ông, cũng có cái lúc này, lúc khác, cũng nhiều lúc làm các chị phiền lòng. Thì thôi, tất cả đều gác bỏ ra một bên. Đấy, trong cái ngày xe lạnh của Tất Liên, thì tất cả chúng ta hãy cùng nhau nâng cốc và chúng ta vui vẻ. Xin mời các anh chị rót bia và chúng ta nâng cốc để một cái Tất Liên thật vui vẻ. Xin mời. Đấy, okay. Trong khi các chị rót bia, chúng ta chưa rô lâng cốc, thì chúng tôi cũng xin đặc biệt cảm ơn gia đình chị Dung Hương cũng góp một phần cho anh em ta bữa tiệc này vui lên. Còn những cái phần thực đơn để anh em ta có cái gì tí nữa chúng ta sẽ quay thưởng thức. Và chị Bản, chị Ngọc cũng đóng góp những cái phần nhỏ bé và để cho cái bữa tiệc chúng ta ngày hôm nay cho nó tròn trịa. Thì chúng ta xin nhiệt liệt cảm ơn. Và cũng tôi cũng thay mặt tất cả anh em chúng tôi ở đây xin rất cảm ơn anh Caramel, anh Thắng, là một người coi như là bao gồm tất cả các sự kiện Hải Phòng, những cái sự kiện lớn, sự kiện nhỏ, mà người bạn của tôi. Và hôm nay anh cũng là đến đây để coi như là chung vui với chúng ta và coi như làm một cái chương trình để chúng ta kỷ niệm và sẽ nhớ mãi. Đấy, anh Thắng, đây là anh Thắng. Nên tất cả các anh em mà có cái vấn đề gì thì tôi sẽ cho một cái địa chỉ, vì anh Thắng này là người cực kỳ tâm huyết. Chị, các anh, các em, hôm nay là ngày coi như là liên hoan tất niên của đội các chị chợ ga. Thì anh Dũng vừa rồi thì bao năm thì anh cũng làm cái chương trình này. Thế thì vì Covid đâm ra là anh chị em mình là phải lán lại mất một năm. Đúng là năm nay là năm thứ hai rồi. Thế thì bên thay mặt cho coi như tất cả các chị em đây thì cũng cảm ơn anh Dũng coi như là đã làm những cái chương trình để cho các chị, các em, các anh một năm mình gần gũi nhau hơn. Thôi thì xin cảm ơn. Chúc buổi tiệc vui vẻ, ăn ngon. Một rồi là đại diện cho phái nam chúng tôi. Đấy, trước nam nữ thì bây giờ xin mời một đại diện cho nữ, mời chị Ngô Thị Lan. Đấy, một đại biểu rất quan trọng đối với chị em chợ vải. Đấy, và xin mời chị đứng lên. Chúng ta sẽ chia sẻ một vài... Ngồi đấy được rồi. Chị đứng lên để cái ống kính, ống kiếc nó vào. Ngồi đấy, đứng lên cho ống kính cho. Xin mời chị. Xin thay mặt cho chị em phụ nữ chợ ga, hôm nay là cái ngày tất niên của nhóm doanh nhân chợ ga. Thay mặt chị em là có lời cảm ơn đến ban tổ chức, nhất là anh Dũng, cứ lần này như này, lần sau, năm sau lại cứ như thế và cứ như thế mãi mãi, bao giờ chân không bước được nữa thì thôi. Xin cảm ơn đồng chí Ngô Minh Lan và xin cảm ơn những lời chia sẻ rất là tận tình. Và chúng tôi sẽ đáp ứng yêu cầu món caramel cho chị. Và chúng tôi cũng xin giới thiệu chị Thủy,
là tổ trưởng tổ vải, xin có một vài lời chia sẻ. Không chỉ là càng khàn càng hay, không sao cả. Càng khàn càng hay. Thay mặt tất cả chị em ở chợ ga, tôi xin chân thành cảm ơn anh Dũng và anh Thắng đã tổ chức những chương trình như thế này. Từ sang năm, năm nào cũng tổ chức một chương trình như thế. Rất là cảm ơn hai anh. Xin cảm ơn chị. Chị cũng qua cái âm điệu cũng tôi thấy chúng tôi cũng học tập được cái cách chào mời để mua vải. Chúng tôi cũng rất là cảm ơn. Xin chúng tôi cũng xin mời tất cả các anh chị em rất thông cảm, vì chúng ta hôm nay tôi cũng gạt hết tất cả những cái anh chị có cái chuyên tính chuyên nghiệp đến đây để coi như chúng ta có một cái bầu không khí nó rất là tự nhiên. Đấy, còn bạn bè tôi thì mấy ông văn nghệ văn gừng ông cũng muốn đóng góp lắm, nhưng mà tôi bảo thôi, lần này là để chúng tôi là cũng anh chị em tôi sẽ nắng động để cho cái tâm tư nó chúng tôi cái hòa mình nó dễ hơn, trao đổi nó dễ hơn, chứ có mấy ông ca sĩ chuyên nghiệp nó lôi thôi quá. Thế là các anh chị cũng thông cảm cho, chứ còn ở đây thì các anh chị bạn bè cũng rất nhiều, họ cũng muốn chia sẻ. Vừa rồi qua cái ý chia sẻ của các anh chị ấy, thì tôi cũng đại diện cho cái ban tổ chức này thì cũng có làm cái chương trình chương trình xóm này, có cái gì khiếm khuyết thì mong các anh chị thông cảm cho. Thì với cái tinh thần cố gắng làm sao chị em mình liên kết, xin nói tâm tư thật như thế này này, anh chị em mình ở đây người nào ít nhất cũng là 20-30 năm rồi, tình cảm nó còn hơn anh chị em trong gia đình mình nhiều, có cái gì cũng chia sẻ, có cái gì cũng tâm tư. Mà tôi thấy các anh chị là vừa rồi cũng tổ chức được những cái cuốn picnic rồi ăn uống nhau thấy vui vẻ lắm. Thế là chúng ta thì cố gắng làm sao anh chị em mình hòa đồng với nhau, tuy cuộc sống bây giờ nó cũng có rất là khó khăn, ai cũng có cái khó khăn của họ, nhưng mà các anh chị đây đã vượt lên tất cả rồi, cũng người nào cũng coi khỏe mạnh cũng xinh đẹp này, thì chúc các anh chị trước thềm năm mới sẽ luôn luôn mạnh khỏe và gia đình hạnh phúc an khang. Xin cảm ơn anh chị một lần nữa. Chương trình thì chúng ta sẽ uống rượu và anh Thắng sẽ thay tôi anh nâng cốc, anh Hồ nâng cốc một cái cho nó vui rồi anh nhá. Nào xin mời. Hôm nay thì các anh chị cũng uống bia và nước ngọt rất thoải mái nhá, không có vấn đề gì, uống say thôi. Đấy, có người tài trợ rồi, và có thích ăn cái món gì như caramel đam miết thì chị cứ gọi. Nào xin tất cả ông Thắng đứng lên, ông đứng lên tí ông Hồ đi. Tất cả chúc sức khỏe các anh các chị. Ui giời, tất cả chúc sức khỏe cả. Không ai đâu chân đâu tay. Xin được cảm ơn ông Thắng vì giọng rất bộ đội. Giọng Thắng rất vang. Số 2, 3, số 2, 3, 4. 1, 2, 3, số 1, 2, 3, số 2, 3, 4, số. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Để tiếp theo chương trình, chúng tôi xin giới thiệu ca sĩ Ngọc Lan đến từ hải ngoại với bài hát Tự Chọn. Lại đây bên em, anh ơi, trước khi xa em đêm nay lại gần bên em. Vẫn biết đôi ta chia tay nhưng trong lòng còn mê say. Lại gần với em, lại đây bên em. Hãy nói ta luôn yêu nhau, tim ta chẳng đổi thay đâu. Hãy nói anh không ra đi cho em đừng buồn chia ly. Lại gần với em, anh ơi nhớ nhé, cô quên đi thương đau và người lên xin nhớ nhé, hãy cố khơi lên trong ta bao nhiêu kỷ niệm đam mê, những lúc đôi ta còn trong tay nồng say sưa. Xin mời chúng ta sẽ thưởng thức ca khúc Bó Cờ Trái Tim. Gõ cửa trái tim van em được vào, dù tình xót xa chung thân huyệt đào. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thật thà. Nhìn lòng mong sáng ta để một môi bơ vơ, khi không ai nhốt em trong đời chờ. Rượu cạn đi
cảm ơn em. Mong em đừng buồn như ca khúc này nữa. Lắm anh em trên một chiếc xe tăng, như lắm bông hoa lỡ cùng buồn người, như lắm ngón tay trên một bàn tay đã xung chẳng cả lắm người như một. Không biên giới như tình em với anh hơn cả những tình
sao tìm. Chẳng nhô lên cao, chẳng gác trên núi, mây xanh xanh lơ vì đắm say tình mới. Đến đây với anh mà mơ trong giấc mơ, mắt em âu sầu là cả một trời thơ. Không gian không gian đi nghe tôi tìm hẹn ước. Mô lê cao trong gác trên đầu núi, mây xanh xanh lơ vì đắm say tình mới. Đến đây với anh mà mơ trong giấc mơ, mắt em âu sầu là cả một trời thơ. Không gian đi nghe tôi tìm hẹn ước, mong sao tương lai được trong ta tổ phương. Xế tay gắn nhau mình lánh xa thế nhân, lánh xa ưu phiền đắm bay trần gian. Đời anh sẽ đẹp vì có em, ngày dài sẽ làm nhớ thêm. Biển xanh cá trắng sông hòa nhịp ái ân, không còn những chiều mơ biển xanh xa cho sông hòa nhịp ái ân, không còn những chiều bâng khuâng. Anh luôn có bao nhiêu 90 năm cuộc đời, 30 năm đầu sung sướng không bao lâu, 30 năm sau sầu thương cao vời vợi, 30 năm cuối là bao. Là thế đời sống không được bao, là bao đời không lâu là thế. Được bao năm sống mà anh ơi có bao nhiêu
sôi nổi. Các tiết mục có thể còn kéo dài nhưng vì thời gian không cho phép. Bây giờ chúng tôi xin tạm dừng chương trình để chúng ta đi vào phần 4 của chương trình chụp ảnh kỷ niệm. Lên rồi thắm hoa đào, hoa mai, cúc vàng mơ mận, rộn rã lòng ai. Gió xuân thơm má em nồng thầm, mặt tiếc môi cười, hương tình say. Này cô em ơi, tóc dài bay, xanh mướt bên anh còn ngất ngây. Bạn nhạc em vừa trao anh đó. Tuyệt vời, xuân ơi xuân về, xuân mong nhớ, xuân yêu thương đến trọn đời. Này cô em ơi, tóc dài bay, xanh mướt bên anh còn ngất ngây. Bạn nhạc em vừa trao anh đó, dâng tiếng đàn ca. Tuyệt vời, xuân ơi xuân về, xuân mong nhớ. Lên rồi thắm hoa đào, hoa mai, cúc vàng mơ mận, rộn rã lòng ai. Gió xuân thơm má em nồng thầm, mặt tiếc môi cười, hương tình say. Này cô em ơi, tóc dài bay, xanh mướt bên anh còn ngất ngây. Bạn nhạc em vừa trao anh đó. Đàn ca hút từng mây, em trong tay anh giữa xuân hè, e ấp mơn man, thật tuyệt vời. Xuân ơi xuân về, xuân mong nhớ. Tuyệt vời, xuân ơi xuân về, xuân mong nhớ.